Jurgen Klopp đã tóm tắt ngắn gọn về đóng góp của Trent Alexander-Arnold trong chiến thắng tại FA Cup của Liverpool trước Arsenal vừa qua. Đây là một trận đấu mà Trent đã chơi ở tất cả các vị trí mà cậu ấy có thể. Bạn có thể thấy đẳng cấp của cậu ấy khi có bóng trong trận. Lẽ ra, chúng tôi có thể ghi bàn sớm hơn một giây bằng một hoặc hai pha phản công. Nhìn chung, tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã làm được. Đây là một trận đấu cực kỳ khó khăn, có lẽ là đối thủ khó khăn nhất mà Liverpool có thể gặp ở vòng này. Chúng tôi thực sự nhập cuộc trong hiệp 2. Chúng tôi ghi bàn và đưa các cầu thủ trẻ vào sân. Liverpool đã chiến đấu trong 95 phút. Nhưng giờ đây, khi cầu thủ người Anh chấn thương, người ta đang đặt ra câu hỏi rằng liệu Liverpool sẽ làm như thế nào trong quãng thời gian hậu vệ phải của mình vắng mặt đây? Và ai sẽ thay thế anh ở cánh phải nếu khi bình phục cầu thủ này chơi ở hàng tiền vệ? Hãy cùng chúng tôi đi giải đáp thử thắc mắc này nhé! Nhưng trước hết, hãy nói qua về tình hình chấn thương của cầu thủ này. Theo ông Pep Linder, trợ lý của huấn luyện viên Klopp, xác nhận rằng cầu thủ 25 tuổi này dính chấn thương trong trận thắng 2-0 trước Arsenal ở vòng 3 Cúp FA. Ông nói: "Trước hết, có một tin không tốt lắm. Trent Alexander-Arnold đã gặp vấn đề ở đầu gối trong trận với Arsenal. Cậu ấy bị rách một chút ở dây chằng bên đầu gối và sẽ cần thời gian để hồi phục. Cậu ấy đã được kiểm tra và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Trent sẽ nghỉ ngơi một chút và sau đó hy vọng cậu ấy có thể trở lại với phong độ tốt. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool. Cậu ấy cũng đã chơi tốt từ đầu mùa giải. Chắc chắn chúng tôi sẽ rất nhớ Trent, nhưng chúng tôi phải đối phó khi không có cậu ấy trên sân." Alexander-Arnold đã bị loại khỏi lượt đi vòng bán kết Cúp Liên đoàn Anh của Liverpool trước Fulham trên sân nhà. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề đầu gối, Alexander-Arnold cũng có thể bỏ lỡ chuyến làm khách của Liverpool tới Bournemouth sau kỳ nghỉ đông của Premier League vào ngày 21 tháng 1. Nếu Alexander-Arnold phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của tháng, điều đó cũng sẽ khiến anh bỏ lỡ trận lượt về trong trận bán kết Cúp Liên đoàn Anh của Liverpool với Fulham, cũng như trận đấu ở vòng 4 FA Cup với Norwich City hoặc Bristol Rovers, cộng thêm một trận đấu khác ở Premier League với Chelsea vào ngày 31 tháng 1. Ngoài ra, chỉ 4 ngày sau khi Liverpool tiếp Chelsea tại Anfield, đoàn quân của Jurgen Klopp sẽ tới sân Emirates để đối đầu với Arsenal. Đây thực sự sẽ là cơn ác mộng với lứa đoàn đỏ ở thời điểm hiện tại, khi trước đó họ đã đánh mất Salah vì kỳ Can Cup 2024 tại châu Phi. Chắc chắn, việc vắng mặt của Arnold sẽ khiến Liverpool phải suy nghĩ về cách vận hành chiến thuật trong những trận đấu sắp tới của mình. Trong mùa giải năm nay, việc kéo Arnold vào đá như một tiền vệ trung tâm trong giai đoạn triển khai tấn công của Klopp đã giúp cho Liverpool thực sự trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Họ chỉ thua một trận trong 30 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và Arnold đã góp mặt đến 27 lần trong chuỗi trận kinh ngạc đó của lữ đoàn đỏ. Việc có Arnold trên sân giúp cho hàng công của Liverpool nhận được nhiều hơn một sự hỗ trợ từ tuyến dưới, khi mà cầu thủ người Anh có thể tung ra những đường tạt bóng chết chóc hay những pha chọc khe cực kỳ ảo diệu đến chân các đồng đội. Chính việc để Bradley vào sân ở trận gặp Arsenal đã giúp cho người hâm mộ của The Kop nhìn thấy một phiên bản Arnold hoàn hảo nhất khi được kéo về vị trí tiền vệ trung tâm của đội bóng áo đỏ. Để nói đến tầm quan trọng của hậu vệ phải người Anh trên phương diện tấn công, đóng góp trực tiếp vào lối chơi của đội bóng thì cần nói đến sự sáng tạo. Không có bất kỳ một cầu thủ nào của Liverpool trong mùa giải năm nay tạo ra nhiều cơ hội hơn Arnold. Đó là một sự khẳng định cho tầm quan trọng của anh trong cách vận hành chiến thuật của Jurgen Klopp. Ngoài ra, nếu để so sánh với mức trung bình ở giải Ngoại hạng Anh, Alexander-Arnold đang thực hiện ít đường truyền hơn nhưng có tỷ lệ thành công cao hơn. Ngôi sao 25 tuổi này cũng tham gia tích cực vào việc xây dựng lối chơi, thể hiện qua việc anh có tần số chạm bóng nhiều hơn một giải trước. Trong một số trận, việc để Alexander-Arnold đá tiền vệ đã cứu Liverpool khỏi những kết quả thất vọng. Khi bị Fulham dẫn 3-2 ở cuộc so tài cuối tuần trước, Klopp đã để Alexander-Arnold đá số 6 và đẩy John Gomez sang vị trí hậu vệ phải. Dù được giao nhiệm vụ mới, nhưng mỗi khi cần phòng ngự, đội phó của Liverpool vẫn không quên nhiệm vụ hỗ trợ các đồng đội. Sau đó, mỗi khi có bóng, Alexander-Arnold tịnh tiến rất tốt để cả đội hình Liverpool có thể hướng về khung thành đối phương. Alexander-Arnold xuất hiện nhiều hơn ở những vị trí có thể ghi bàn. Phát lập công ấn định tỷ số 4-3 là minh chứng hoàn hảo nhất. Khoảng thời gian từ khi đội bị dẫn 2-3 cho đến khi thắng ngược 4-3, Alexander-Arnold đã hậu vệ phải rất ít. Tháng trước, Klopp cũng đã có thử nghiệm tương tự khi tung Alexander-Arnold từ ghế dự bị vào sân trong trận đấu với Bournemouth ở League Cup. Chỉ mất 9 phút, với vai trò hậu vệ, Alexander-Arnold đã kiến tạo để Darwin Núñez ghi bàn. Dù rất tôn trọng và nghe theo lời Klopp, nhưng Alexander-Arnold đã không giấu ý định muốn chuyển hẳn lên phía trên để đá tiền vệ. Đó là vị trí anh tin tưởng bản thân có thể làm được những điều tốt nhất cho đội bóng. Khi mới khởi nghiệp tại Liverpool, với tư cách là một cầu thủ trẻ,
Alexander-Arnold cũng từng đá tiền vệ. Cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher khuyên câu lạc bộ mua một hậu vệ phải mới để Trent Alexander-Arnold có thể dâng cao, trở thành một tiền vệ và bổ sung cho De Kop khả năng ghi bàn, tương tự như Steven Gerrard. Giới chuyên môn nói club muốn tận dụng khả năng chuyền bóng và kiến tạo của Alexander-Arnold hơn là xem anh như một cầu thủ tạt bóng từ bên phải mà ta thường thấy những năm qua. Carragher muốn thấy cầu thủ người Anh có được nhiều vị trí ghi bàn hơn để anh ta có thể tận dụng khả năng sút xa giống như huyền thoại Steven Gerrard. Ông cho rằng việc mua một hậu vệ phải mới có thể là cách giúp cho Alexander-Arnold chơi ở vị trí tiền vệ truyền thống hơn. Phát biểu với Sky Sports, ông nói: Liverpool không có phương án dự phòng cho Alexander-Arnold vì rất khó để có được chất lượng khi ký hợp đồng với một cầu thủ ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi rất mong Liverpool có được một hậu vệ phải đủ đẳng cấp chơi trong những trận đấu lớn và đẩy Alexander-Arnold lên hàng tiền vệ. Đó có thể là cơ hội để cho Liverpool chơi biến hóa hơn. Liverpool chưa có cầu thủ nào có thể ghi bàn từ cự ly đó kể từ Steven Gerrard, người mà bạn nghĩ có cơ hội từ cự ly 20 đến 25 mét. Phát biểu trên podcast của mình, cựu hậu vệ Man United Gary Neville lưu ý: Đôi khi tôi đã chỉ trích cậu ấy, đây là một cầu thủ bóng đá xuất sắc và là một tiền đạo cầm bóng mà bạn không thể thấy được. Man City có De Bruyne, cầu thủ đẳng cấp thế giới về khả năng chuyền bóng, sút bóng và chuyền bóng. Trent ngang hàng với anh ấy, dù đang chơi ở hậu vệ phải, không phải là một hậu vệ phải truyền thống, nhưng đó là nơi mà cậu ấy chơi. Chỉ cần nghiêm túc hơn một chút trong việc phòng ngự của mình. Nhưng tôi nghĩ thái độ của Trent đối với việc phòng ngự hôm nay rất tốt. Tất cả những gì cậu ấy phải làm với tư cách là một hậu vệ là một người khá có năng lực. Không phải là người giỏi nhất thế giới, nhưng những gì cậu ấy gánh vác cho hàng công những năm gần đây mang đến một đặc điểm nổi bật cho lối chơi của Liverpool. Trent tiếp tục tiến lên, những màn trình diễn khi cầm bóng của cậu ấy thật tuyệt vời. Cậu ấy chơi tiền vệ trung tâm trong 50-60% thời gian của trận đấu. Cậu ấy tiến lên phía trước và ghi bàn, đồng thời đạt được những thành tích mà tiền vệ phải hoặc là tiền vệ cánh không đạt được. Tôi nghĩ cậu ấy có đủ tố chất để trở thành hậu vệ phải xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng cậu ấy chỉ cần nghiêm túc hơn một chút trong việc phòng ngự. Vậy nếu Arnold sau khi hết chấn thương đã ở cánh phải, thì ai sẽ là người thay anh đá hậu vệ phải đây? Brackley, người vào sân thay Elliot khi trận đấu chỉ còn 15 phút sẽ là một sự lựa chọn không hề tệ. Mặc dù số phút thi đấu có hạn, nhưng màn trình diễn thanh thoát và ấn tượng của Brackley đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của cựu danh thủ Alan Shearer, người hết lời khen ngợi cầu thủ trẻ. Trên BBC, huyền thoại Newcastle nhận xét: Connor Brackley đã làm rất tốt công việc của mình. Cậu ấy có màn trình diễn ấn tượng và không có điểm gì đáng chê trách. Số đông fan Liverpool cũng nhanh chóng dành nhiều lời khen ngợi cho cầu thủ 20 tuổi này trên mạng xã hội. Cá nhân Brackley sau đó đã chia sẻ một bài đăng trên Instagram ăn mừng chiến thắng của Liverpool. Bài đăng đã nhận được không ít lời khen ngợi từ các đồng đội tại The Kop như Alexander-Arnold, Van Dijk hay Carrier. Brackley gia nhập Liverpool hồi năm 2019 từ đội bóng khởi nghiệp Dungeness Group. Hai năm sau, anh có trận ra mắt Liverpool. Hậu vệ này đã ký hợp đồng dài hạn với Liverpool vào cuối năm 2013. Anh đã có 7 lần ra sân thi đấu cho đội bóng của club và được nhận xét là phương án dự bị hoàn hảo cho Alexander-Arnold. Cuối cùng có thể nói, Liverpool sẽ phần nào đau đầu trong quãng thời gian Arnold chấn thương. Nhưng sau khi anh trở lại, họ có thể phần nào tin tưởng ra cho anh vị trí ở hàng tiền vệ và trao cơ hội cho cậu em Brackley ở cánh phải. Cùng chờ xem, club sẽ ứng biến ra sao nhé!